phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp đang được cục hải quan tỉnh thanh hóa đặc biệt quan tâm và xác định là nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hiện đại hóa hải quan qua đó vừa tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu vừa nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh hàng năm cùng với việc thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp cục hải quan tỉnh đã chú trọng tập trung cải cách thủ tục hành chính triển khai thực hiện thủ tục hải quan trên môi trường điện tử đồng thời hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành hải quan các tri cục đều phân công lãnh đạo thường trực tiếp nhận giải quyết các ý kiến kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện thông quan hàng hóa nhanh chóng liên tục kịp thời an toàn đúng quy định bên cạnh việc thúc đẩy ký kết hợp tác cục hải quan thanh hóa đã duy trì tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm để tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về hải quan và kịp thời tiếp nhận giải đáp các ý kiến vướng mắc từ phía doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và ký kết chương trình hợp tác cụ thể nhằm hướng tới sự hiểu biết đồng thuận giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp